Xin chào anh em San Vertu đây. Em vừa mới chạy đi khắp Hà Nội để tìm mua cho bằng được chiếc điện thoại Vertu màu trắng, giống như điện thoại Vertu màu trắng của bà Phương Hằng này. Mất rất nhiều thời gian, công sức và tiền bạc để phục vụ ra cho anh em. Hôm nay em sẽ hướng dẫn anh em cách đọc tin nhắn ở trong chiếc điện thoại Vertu này. Nào, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Đầu tiên muốn đọc tin nhắn thì các bạn mở khóa bàn phím ra nhé. Sau đó các bạn vào phần menu này. Sau khi vào phần menu thì các bạn chọn phần Messenger này. Đấy, chọn dòng thứ hai inbox này, tin nhắn nó sẽ nằm ở trong này. Đấy, trong máy điện thoại của bà Phương Hằng chắc cũng toàn tin nhắn của số biến động số dư tài khoản ngân hàng thôi. Muốn đọc tin nhắn nào thì các bạn vào cái tin nhắn đó đọc. Đấy, ví dụ như vào tin nhắn này đi. Đấy, thì chúng ta có thể đọc được tin nhắn số dư đây. Đấy, như vậy là tôi đã hướng dẫn các bạn xong cách đọc cái tin nhắn tài khoản ngân hàng rồi nhé. Chúc các bạn thành công. Như vậy là em đã hướng dẫn cho các anh em cách đọc tin nhắn ở trong chiếc điện thoại Vertu này rồi. Anh em nào mà có câu hỏi nào thì cứ đặt câu hỏi ở phía dưới. Mà anh em nào mà xem video mà chưa nút đăng ký kênh thì hãy ấn nút đăng ký kênh ở bên dưới. Đồng thời ấn thêm nút chuông nữa để cho những cái video tiếp theo của em ngày mai sẽ hiển thị lên màn hình điện thoại thông báo của anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.